Sáng ngày 26 tháng 5, cảnh báo không kích quy mô lớn đã được ban bố ở Ukraine. Nguyên nhân báo động là do máy bay Mig-31 của Nga cất cánh, gây ra làn sóng lo ngại ở Ukraine và dẫn đến việc kỳ ép kích hoạt hệ thống cảnh báo tên lửa trên khắp cả nước. Tư lệnh Không quân Ukraine Mikhail Omelchuk sau đó xác nhận Nga đã tiến hành một cuộc tấn công Ukraine bằng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm hai tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzan từ máy bay MiG-31K phóng từ không phận Tam Bốp, 12 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS phóng từ tỉnh Salatop và 31 máy bay không người lái UAV tấn công Sahet 131-136 phóng từ Primovsko, Ankhetat và Yevsk, Nga, KP, Chauda, Crimea. Theo đó, các lực lượng tên lửa phóng không, máy bay chiến đấu, đơn vị tác chiến điện tử của không quân Cùng các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng vệ Ukraine đã bị bắn hạ 12 tên lửa hành trình Kh-101, Kh-555 và toàn bộ UAV tấn công Shahed 131 trên 136 được Nga phóng đi. Các mục tiêu trên không đã bị vô hiệu hóa ở các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhia, Khmelnytsky, Kirovohat, Vinnytsia và Chernihiv Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan phát thông báo, các lực lượng hàng không tầm xa của Liên bang Nga đang được quan sát có liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả quy định cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai. Theo bộ này, máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt. Điều này có thể dẫn đến mức độ tiếng ổn gia tăng, đặc biệt là khu vực Đông Nam. Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cũng nhấn mạnh, quân đội nước này sẽ liên tục theo dõi tình hình trên lãnh thổ Ukraine và luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan. Ukraine đang điều tra các cáo buộc cho rằng sự bất cẩn của các đơn vị Kiev đã tạo điều kiện cho Nga xâm nhập vào phía đông bắc nước này. Cục điều tra nhà nước Ukraine đã mở một cuộc điều tra về cách lữ đoàn 125 và các đơn vị quân sự tiến hành hoạt động phòng thủ ở khu vực Kharkov khi Nga tấn công vào vùng này hai tuần trước. Ukrainska Pravda trích dẫn tài liệu của tòa án đưa tin. Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công vào ngày 10 tháng 5, tiến sâu vào khoảng 10 km, giành quyền kiểm soát hơn 10 làng, khu định cư. Moscow tuyên bố họ muốn tạo ra vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga ở biên giới hai nước. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định, Nga muốn Ukraine kéo căng lực lượng và nguồn lực ra nhiều mặt trận để tấn công vào các điểm nóng khác, ví dụ như Donbass. Tài liệu của tòa án cho biết, cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện ra rằng, lữ đoàn 125 tiểu đoàn súng trường biệt động 415, lữ đoàn cơ giới 23, lữ đoàn súng trường biệt đội 172 và các đơn vị khác của Ukraine không bảo vệ các vị trí ở biên giới tỉnh Kharkov một cách hợp lý do hành vi bất cẩn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tài liệu chỉ ra, cuộc tấn công của Nga khiến Ukraine mất vị trí, thiết bị quân sự và nhân lực của các đơn vị và quân đội Ukraine đã rời bỏ các khu vực phòng thủ khác. Tài liệu nói rằng 28 người bị nghi có liên quan đến việc Ukraine mất lãnh thổ ở Kharkov, bao gồm cả chỉ huy lữ đoàn, cấp phó và các quan chức. Chưa rõ hình phạt sẽ thế nào nếu họ bị kết tội. Chỉ huy quân đội Ukraine Denis Zarovsky, hồi đầu tháng cho biết cuộc đột phá của Nga ở Kharkov là do lực lượng Ukraine thiếu sự chuẩn bị. Ông Zarovsky nói với BBC rằng Ukraine không có tuyến phòng thủ đầu tiên ở Kharkov và Nga chỉ đơn giản là tiến vào mà không có bất cứ bãi mìn nào cản trở. Ông phỏng đoán. Nếu đó không phải là tắc trách, thì đó là hành vi tham ô khi chuẩn bị phòng tuyến ở Kharkov. Đó là một sự thất bại. Vài ngày sau khi Nga tấn công Kharkov, Ukraine thông báo cách chức người chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực này. Giải thích về thông tin về hệ thống phòng thủ lòng lẻo ở Vochanskoye, Kharkov, ông Tamat Gambarashvili, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, khẳng định Kiev có xây công sự xung quanh thành phố sắp Nga. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc xây dựng rất khó khăn vì Nga thường xuyên tấn công trong thời gian qua. Ngoài ra, các nghị sĩ Ukraine nói với Politico rằng việc Mỹ cấm Ukraine sử dụng vũ khí Washington viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga dường như giúp phía Moscow đạt được đà tiến vì kỹ ép không thể ngăn cản đối thủ ở khu vực biên giới hai nước. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng không phải Mỹ mà cả thế giới có lỗi khi để Nga có cơ hội tiến công vào các Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thế giới hiện có thể giúp Ukraine đối phó với Nga. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine không thể để mất khắc và thế giới có thể hỗ trợ Ukraine giữ vững phòng tuyến này. Ông Zelensky khẳng định, tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là hai tổ hợp phòng không Patriot. Nga sẽ không thể giành được khắc nếu chúng tôi có những tổ hợp đó. Các quốc gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang trang bị thêm cho Ukraine tên lửa tầm xa chính xác cao, vốn từng được Kiev sử dụng để tấn công sân bay trụ sở hải quân, cầu và các mục tiêu khác có giá trị cao của Nga. Theo trang Business Insider, các tên lửa được phương Tây cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường hỏa lực đáng kể để tấn công sâu vào phòng tuyến đối phương. Các cựu sĩ quan quân đội Mỹ cho rằng những tên lửa này có thể giúp Ukraine truy lùng các vị trí đóng quân của Nga và đẩy các lực lượng chiến đấu và hỗ trợ của Nga vào thế không còn nơi ẩn náu. Ukraine đang đối mặt khả năng các cuộc tấn công của Nga có thể dữ dội hơn vào mùa hè, nhưng những vũ khí trên có thể giúp chặn các nỗ lực của Moscow. Tháng trước, Mỹ tuyên bố gửi sang Ukraine một số hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140, hay còn gọi là ATAC, vào đầu mùa xuân này như một phần trong gói vũ khí 300 triệu đô la Mỹ mà Mỹ thông báo hồi tháng 3. Hiện chưa rõ số lượng chính xác tên lửa ATAC mà Mỹ gửi cho Ukraine là bao nhiêu. Mỗi tên lửa ATAC có giá khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ. Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, hồi cuối tháng 4 cho biết Mỹ sẽ gửi thêm cho Ukraine tên lửa ATAC sau khi thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mà Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã chỉ hoãn nhiều tháng. Cuối tháng 4, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine. Ukraine trước đây đã nhận được những quả tên lửa có tầm bắn 161 km và có thể phát tán gần 1.000 quả bom con trên một khu vực rộng lớn có thể gây thiệt hại lớn cho các sân bay. Mùa thu năm ngoái, Ukraine đã sử dụng những quả tên lửa này cho mục đích đó. Cũng vào cuối tháng 4, Anh thông báo sẽ viện trợ thêm cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow như một phần gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của nước này, trị giá 633 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ vũ khí này gồm hơn 1.600 tên lửa tấn công, hệ thống phòng không và đạn dược. Vài ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp lần đầu tiên tiết lộ rằng Ý đã gửi cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow, trong khi Pháp đã gửi cho nước này phiên bản tên lửa riêng có tên Scarf Eger. Hiện chưa rõ chính xác bao nhiêu tên lửa ATAC và Storm Shadow sẽ đến Ukraine trong mùa xuân này. Ukraine trước đó đã nhận được số lượng hạn chế hai loại tên lửa này từ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Theo ông Dan Ray, cựu sĩ quan pháo binh quân đội Mỹ, Kho tên lửa lớn mà các nước NATO viện trợ cho Ukraine có thể hạn chế khả năng của Nga trong việc triển khai các phương tiện quan trọng trong phạm vi 160 km từ tiền tuyến. Phạm vi tiếp cận chiến trường của Ukraine tăng lên đều đặn kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ukraine đi vào cuộc chiến với những loại pháo tầm ngắn, nhưng sau đó cải tiến theo thời gian với sự xuất hiện của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMA do Mỹ cung cấp. Theo ông Gray, những vũ khí như vậy có thể giúp Ukraine thay đổi cuộc chơi, có thể đưa các nút giao thông, nhà ga, kho tiếp tế, trụ sở chỉ huy và hệ thống phòng không của Nga vào tầm ngắm. Thế nhưng, Nga đã thích nghi với Hima bằng cách di chuyển các tài sản quan trọng ra khỏi tầm ngắm của Ukraine và gây nhiễm ngược lại các loại vũ khí này. Sự xuất hiện của tên lửa Storm Shadow và ATAK đặt ra thách thức mới cho Nga, nhưng với việc Ukraine không được viện trợ đủ số vũ khí cần thiết thì tình hình chiến sự cũng không có nhiều biến chuyển. Ông Wright cho rằng nếu Ukraine có nhiều tên lửa ATAC và Storm Shadow hơn, thì nước này có thể tăng cường khả năng tiếp cận và tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao của Nga như các kho tiếp tế và cơ sở bảo trì. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã sử dụng các tên lửa của Mỹ để tấn công sân bay và nơi tập kết quân của Nga. Ông Ben Hossis, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nhận định, tôi nghĩ đòn tấn công tầm xa đang trở thành yếu tố chiếm ưu thế trên chiến trường. Các tên lửa như ATAC và Storm Shadow sẽ giúp Ukraine vô hiệu hóa lợi thế của Nga và cuối cùng giúp Ukraine giành lại thế chủ động. Ukraine từ lâu cũng tìm kiếm tên lửa tàu rớt của Đức có tầm bắn xa hơn tên lửa Atak 160 km, nhưng Đức đến nay vẫn từ chối cung cấp cho Ukraine. Cho đến hiện tại, Nga vẫn đang giành nhiều lợi thế trên chiến trường khi ngành công nghiệp vũ khí của nước này chuyển sang sản xuất hàng loạt máy bay không người lái, UAV và bom lượn để tấn công hệ thống phòng thủ của Ukraine. Còn về Ukraine, hiệu quả tấn công tầm xa của nước này sẽ phụ thuộc vào số lượng đạn dược mà nước này nhận được, cũng như cách sử dụng chúng. Ukraine từ lâu đã bị hạn chế, chỉ được sử dụng tên lửa Atak và Storm Shadow tại những điểm giao tranh, dù Anh gần đây đã bật điền xanh để ký ép sử dụng vũ khí nước mình tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Giới phân tích và quan chức cho rằng, sự chậm chế viện trợ quân sự của Mỹ khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine kém hiệu quả, đồng thời mở đường cho Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở khu vực đông bắc tỉnh Kharkiv. Ông Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Rusi, đánh giá, tương lai của Ukraine trên chiến trường đang vô cùng ảm đạm. Nếu các đồng minh tăng cường bổ sung kho dự trữ đạn dược của Ukraine, giúp thiết lập hệ thống đào tạo binh sĩ chuyên nghiệp và đầu tư công nghiệp sản xuất vũ khí, thì tần suất các cuộc tấn công mùa hè của Nga có thể giảm bớt và ukraina có thêm thời gian phục hồi và giành lại thế chủ động